chào mừng các bạn đến với kênh Vua Lắc Thời Buổi Sáng. Hôm nay là ngày đầu tuần xuân, Vương đang có mặt tại chùa Pháp Bủ để chia sẻ lại những hình ảnh bà con theo truyền thống đầu năm là đi chùa cầu an cầu sức khỏe cho gia đình và gia đạo. Thấy Vương đến đây lúc buổi sáng mà các bà con đi chùa rất đông cả nhà. Đó là cái truyền thống của dân tộc Việt Nam, thì đầu xuân là phải đi chùa để cầu chúc sức khỏe cho gia đạo cũng như gia đình mình được là mọi điều tốt đẹp, an lành, bình an và thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Đây là cái ngọn núi nhân tạo từ Bắc Bủ cả nhà. Bây giờ chúng ta vào bên trong chánh điện của ngôi chùa Pháp Bủ. Trong chánh điện ngôi chùa này mát nè, bây giờ không mát. Đây, tại chùa Pháp Bủ này có một con núi nhân tạo và hàng tuần trước này mấy năm trước dịch thì có tổ chức khóa tu một ngày an lạc niệm Phật một ngày vào ngày cuối tuần, và các bạn và cả nhà ta muốn tham quan thì có thể đến đăng ký vào ngày chủ nhật cuối tuần, mình vừa tham quan cũng vừa tham gia khóa tu an lạc một ngày từ đại chúng này. Còn hai tầng trên nữa nha. Đây lên đây nữa nè. Là cái điểm chính của ngôi chùa tầng trệt dưới đất. Và bây giờ mời chúng ta lên trên tầng trên. Đó đây bên này tầng 1 tính điện này. Trên mái nhà có vẽ những cái bức họa của cuộc đời Đức Phật nha cả nhà.
ra phía trước mình ngắm xuống nhìn có view rất là đẹp. Còn nữa còn con bao cân mới đi học sinh hả? Trời ơi, đây là ngọn núi nhân tạo cả nhà. Đây là tầng 2 rồi, từ tầng 2 nhé. Lên tầng 2 nha. Lên, bắt bật, bút bật. Bây giờ là lên tới tầng 2 đây rồi. Điện địa tạng. Trên những cái trên trên cái gì trên đây là tầng hai lên thờ con cốt của cúng nguồn phúc mặt mất, còn ở đây là chỗ tượng Quan Âm. Đây là tầng 2 của cái cửa này. Giờ là xong tầng 2 thì giờ xuống rồi nha.